Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Mika đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành speed test giữa cả hai chiếc máy, đó chính là Galaxy S23 chạy chip Snapdragon 8 Gen 2 và Xiaomi 14 Pro chạy Snapdragon 8 Gen 3 mới nhất mọi người nhé. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Điện Thoại Hay đã hỗ trợ cho mình chiếc Xiaomi 14 Pro này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để mà tham khảo. Mức giá của Xiaomi 14 Pro đang có chỉ rơi vào tầm khoảng 18 triệu, tức là chỉ trên vài trăm nghìn so với lại mức giá mà thị trường nội địa công bố thôi. Và ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần speed test nhé. Show lại cho các bạn xem về phần đa nhiệm này, không có gì cả. Sau đó tiến hành khởi động lại luôn. Như vậy là cả hai chiếc máy này đều đã khởi động lên. Show lại một lần nữa về phần đa nhiệm này. Rồi, AnTuTu bấm nút 1, 2, 3. Ở đây thì các bạn có thể thấy được rằng là về mặt điểm số thì nói chung là nó sẽ trên một khoảng rồi, trên nhau tầm khoảng là cũng hơn 400.000 điểm đấy các bạn à. Khủng khiếp. Đó, Snapdragon 8 Gen 2 thì nó xem như là điểm số của A17 Pro bây giờ thôi. Ở dùng đầu tiên, Snapdragon 2. Tự game đầu tiên mới đúng. Ok, Xiaomi 14 Pro đã vào trước. Hill Climb 1, 2, 3. Alpha 8. Xem nhau. Hello neighbor. Dùng thực tế thì mình thấy HyperOS nó không khác gì với MIUI trước kia cả các bạn à, khác mỗi cái giao diện một tí. Chứ bảo về mượt thì cũng không hẳn mượt đâu. Riêng cả cái việc mà bấm vào một cái tựa game màn hình ngang như thế này thôi mà đã thấy nó khựng rồi. Còn với cái chiếc Galaxy S3 Ultra thì mình cũng đã cập nhật lên One UI 6.0 thì thấy là cái trải nghiệm nó tương đối mượt. Nói chung là cơ bản là giao diện nó sẽ cũng có cái sự khác biệt một tí, chứ còn về độ mượt thì nó cũng không trên máy so với lại One UI 5.1. Gunstar 4, 1, 2, 3. Đấy, các bạn thấy không? HyperOS nó bị kiểu gì, nó không có kiểu nó mượt mà và nó trơn tru lắm. Nó chỉ có đúng mỗi cái việc là dung lượng hệ thống cam kết là chỉ tầm khoảng lanh quanh trên dưới 8.75GB thôi. Chứ ngày xưa là MIUI lên tới là 12-13GB đấy, rất là nặng luôn. Ok, với tựa game này thì Galaxy S3 Ultra đã vào trước rồi. Entry Bird 2. Tựa game này thì có vấn đề gì đây? Không load được thôi, không tính cho Xiaomi các bạn nhé. Bỏ qua về vấn đề này. Assassin 1, 2, 3. Xiaomi 14 Pro đã vào trước này. Candy Crush Saga. Xem nhau không chênh lệch quá đáng kể. Zed Bug Joy. Nhìn hơn một tí xíu. Fruit Ninja 2. Nói chung là về cái giao diện HyperOS thì mình khá là thích cái kiểu giao diện mới này, kiểu chủ đề theme mới này, nó đẹp hơn so với lại MIUI, Mortal Kombat. Còn về cái cải thiện thực tế, độ mượt cái thứ này kia thì chắc là nó về cảm giác. Còn mình thì mình thấy là nó chả mượt hơn máy, thậm chí là đôi khi nó còn khẩn khẩn hơn một tí so với lại MIUI nữa cơ. Ô, với tựa game này thì S23 Ultra đã vào trước rồi. Không kiểu anh này bị gì đây. Này vẫn vào chứ không phải là bị đứng các bạn nhé, nhưng mà vào chậm hơn. Rồi, chấp nhận vậy. Rồi, bây giờ là về phần đa nhiệm. Đa nhiệm thì nhìn chung là bên S23 Ultra chỉ có 8GB thôi. Còn với Xiaomi thì sẽ là 12GB. Đấy. Nhưng mà cũng test xem rằng là đa nhiệm trên cả hai máy này như thế nào. Ô, reload lại rồi này. Đấy, reload này. Reload luôn. Những cái game mà mình đưa vào test ở đây thì phải 12GB thì mới đa nhiệm được hết các bạn nhé. Entry Bird 2 thì không tính.
Đấy. Thì nó sẽ chênh lệch khoảng một vài game như thế. Bây giờ mình sẽ tiến hành test AnTuTu nhé. Xiaomi đã giảm độ sáng các bạn nhé. Nãy là sáng hơn so với Galaxy S3 Ultra nhưng mà bây giờ nó lại tối hơn rồi. iPhone luôn đấy, thì các bạn cứ bảo rằng là mỗi iPhone nó mới giảm độ sáng, nhưng mà Xiaomi thì bây giờ cũng học theo iPhone thôi. Mặt sau thì không quá nóng, nhưng mà xem thử mặt trước nè. Mặt trước lên tới 45 độ này. 45 độ 4 à. Lên quanh tầm khoảng 45 độ, 45 độ 4. Rồi vào tầm khoảng 44, nói chung là trên nhau khoảng 1 độ các bạn nhé. Đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong đầu ngày hôm nay. Còn mà bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video. Xin chào và hẹn gặp lại.